Sáng ngày 9 tháng 1, Bảo hiểm 6 huyện Đắc Minh tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tại chương trình, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện và đại diện các đơn vị tài trợ đã tặng 25 sổ bảo hiểm xã hội và 227 thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá trên 160 triệu đồng. Trong đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắc Minh ủng hộ trên 104 triệu đồng, phòng khám đa khoa Tâm Phúc trên 40 triệu đồng, phòng khám đa khoa Nguyên Trinh 8,5 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ từ việc trích một ngày lương của viên chức người lao động bảo hiểm xã hội huyện gần 7 triệu đồng. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và có tính thiết thực cao, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn, người cận nghèo đỡ gánh nặng chi phí khi đi khám chữa bệnh và trao cơ hội cho người dân được tham gia vào hệ thống an sinh để hưởng chính sách hưu trí khi tuổi già. Món quà này sẽ là Tết ấm cho người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân người lao động để cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo động lực tinh thần giúp người dân yên tâm lao động, vượt lên khó khăn.